tỉnh Đà Nẵng tuyên án tử đối với đối tượng cướp ngân hàng sát hại người khác. Hệ lụy từ hướng dẫn viên du lịch chui. Hân hoan đón chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện mỗi ngày của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Chuyện mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là quý vị luôn có sự quan tâm đến những vấn đề đang xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với những ngày cuối năm, thời điểm mà hàng triệu người dân đang hối hả chuẩn bị cho những chuyến đi về quê sum họp dịp Tết. Tuy nhiên thì lo ngại về ùn tắc và khó khăn trong việc gọi bắt xe đã làm bất an nhiều hành khách, đặc biệt là tại sân bay Tân Sơn Nhất, điểm nơi giao thoa của hàng ngàn hành khách hàng ngày. Để giải quyết vấn đề này, lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất đã kịp thời đưa ra nhiều biện pháp và phương án khẩn trương nhằm đảm bảo hành khách có một chuyến đi suôn sẻ và an toàn trong những ngày cao điểm của Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Mời quý vị theo dõi ghi nhận của chúng tôi. Sân bay Tân Sơn Nhất đang bước vào giai đoạn cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Mỗi dịp lễ Tết, người dân khi tới sân bay không khỏi tránh được những lo ngại về việc sân bay đông đúc, xảy ra ùn tắc hay khó khăn trong việc gọi xe, bắt xe taxi hay xe công nghệ. Trong những cái dịp như này mà khi mà đến sân bay thì cái vấn đề tôi lo ngại nhất chỉ là sợ là đông người thôi. Là tôi giải quyết bằng cách là đến sân bay sớm hơn giờ quy định một tí. Thì cái vấn đề đó cũng đã được giải quyết rồi. Tôi cũng thấy cái việc thay đổi về làn xe thì rất là tiện cho những du khách mà chúng tôi. Nó nhanh chóng hơn và cũng không có bị tình trạng là cái lượng người hàng dài chờ quá đông như lúc trước. Và rất là tiện, đặc biệt cho những gia đình mà có nhiều trẻ nhỏ hoặc là có người lớn tuổi. Về hai dịp Tết, Tết Dương lịch và Tết âm lịch thì năm nào mình cũng về cùng gia đình. Dạ, thì thường Tết âm lịch thì mình hay đặt vé sớm là đi vào các cái giờ hành chính thì nó dễ hơn, chứ không có tránh gặp những cái giờ về đi về đêm khuya. Thì vào cái dịp này thì đặt thì mình thường mất 15-20 phút thì mới đặt được Grab. Dạ, thì xuống sân bay thì cũng có bị kẹt một xíu ở ngoài đường vào. Nắm được tâm lý của người dân về việc bị chèo kéo chặt chém khi bắt xe từ sân bay mỗi dịp cao điểm Tết, lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất đã đưa ra nhiều phương án phối hợp cùng nhiều đơn vị để ngăn chặn từ sớm. Trong đó, yêu cầu các hãng tăng số lượng xe phục vụ lên 20% so với ngày thường. Đã họp với lại các đơn vị vận tải để triển khai cái việc này, yêu cầu thực hiện nghiêm. Đấy. Vừa đảm bảo thái độ tác phong cũng như đảm bảo là niêm yết giá cả và đảm bảo cái việc mà đi đến đúng giờ cho hành khách. Tất cả đều có cam kết bằng văn bản và các hãng đều đã trả lời bằng văn bản. Đấy, tuy nhiên chúng tôi vẫn phải tổ chức những cái cuộc họp để chấn chỉnh riêng. Nếu còn là có quy định của cảng làm không được là đề nghị tài xế hoặc hãng đấy để tạm đình chỉ hoặc dừng. Tác tình nguyện của công an cửa khẩu là được diễn ra hàng năm với nòng cốt là lực lượng đoàn viên thanh niên. Tại đây chúng tôi sẽ hỗ trợ hành khách, đặc biệt là những người già, phụ nữ có thai và những người lần đầu tiên về xa quê hương, về quê hương để làm các thủ tục xuất nhập cảnh nhanh chóng và thuận tiện. Tết Dương lịch 2024, dự kiến mỗi ngày, sân bay Tân Sơn Nhất có khoảng từ 680 đến 740 chuyến bay đi và đến. Lượng khách trung bình khoảng từ 110 đến 120 ngàn người. Chương trình Chuyện mỗi ngày sẽ tiếp tục với những sự việc đáng chú ý về tình hình an ninh phố phường trong cụm tin Hôm nay có gì. Mới đây, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án đối với hai bị cáo gây ra vụ sát hại người khác và cướp ngân hàng gây rúng động dư luận. Theo cáo trạng, hai bị cáo là Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1998 và Trần Văn Chí, sinh năm 2001, quen biết nhau thông qua nhóm vỡ nợ làm liều trên mạng xã hội. Sau đó, vì nợ nần cờ bạc nên hai bị cáo đã lên kế hoạch mua súng, đạn, dao, thuê xe máy và chuẩn bị các vật dụng cần thiết để cướp ngân hàng. Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 21 tháng 11, hai bị cáo đã xông vào ngân hàng BIDV, phòng giao dịch sông Hàn. Sau đó, Chí nổ súng chỉ thiên uy hiếp, còn Cường xông vào quầy giao dịch nhằm cướp ngân hàng bấm còi báo động nên hai bị cáo đã bỏ chạy. Ngay sau đó, một nhân viên bảo vệ ngân hàng đã truy đuổi thì bị Cường dùng dao tấn công một nhát vào vùng lưng, làm người nhân viên này tử vong tại bệnh viện. Tại phiên xét xử sơ thẩm, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Chí tổng mức hình phạt 30 năm tù
về các tội danh mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, cướp tài sản và sát hại người khác, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Cường tổng mức hình phạt là tử hình. Lực lượng công an đã xử lý hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô con, một xe bán tải và một xe tải trên đường DT743, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo đó, vào trưa ngày 28 tháng 12, một chiếc xe tải chở nước lọc chạy trên đường DT743 hướng từ Miếu Ông Cù, thành phố Tân Uyên, đi thành phố Thuận An. Khi đến giao lộ với đường An Phú 35 thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, thì tông vào đuôi một ô tô 5 chỗ chạy cùng chiều phía trước. Sau đó, chiếc ô tô 5 chỗ tiếp tục lao về trước, rồi tông vào một ô tô 7 chỗ, khiến chiếc xe này tông vào một ô tô 5 chỗ khác phía trước. Chiếc ô tô 5 chỗ này lại tông vào đuôi một chiếc xe bán tải. Cú va chạm khiến 5 xe dính chặt vào nhau. Trong đó, hai ô tô 5 chỗ và một xe 7 chỗ do bị kẹp ở giữa nên hư hỏng, biến dạng nặng ở phần đầu và đuôi. Rất may, tai nạn không làm ai bị thương. Mới đây, tại cây xăng do tư nhân quản lý ở thôn Đồng Chùa 1, xã Bình Sa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra vụ cháy xe bồn nghiêm trọng. Theo nguyên nhân ban đầu, chiếc xe bồn đang bơm xăng vào bồn chứa thì bùng cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ xe. Cũng theo người dân tại hiện trường, hiện có 2 người bị thương, không có ai thiệt mạng. Sau khi nắm được thông tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường. Ngọn lửa đã được dập tắt, không còn gây nguy hiểm. Ngay sau đó, hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, xác định nguyên nhân của vụ cháy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ truy nã thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ đối tượng Kim Jae-hun, sinh năm 1988, quốc tịch Hàn Quốc, về tội tổ chức đánh bạc. Theo lệnh truy nã quốc tế của Interpol, ngày 20 tháng 12 năm 2023, Kim Jae-hun nằm trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến với vai trò quản trị trang web. Theo hồ sơ, từ ngày 12 tháng 12 năm 2020 đến ngày 25 tháng 5 năm 2023, các đối tượng đã tổ chức cho người chơi đánh bạc và nhận tiền đặt cọc của người chơi trên trang web 777slot tại địa chỉ www.7slot.com mà không được chính phủ Hàn Quốc cấp phép theo quy định. Sau khi bị cảnh sát phát hiện, đối tượng đã bỏ trốn sang Việt Nam. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao đối tượng trên cho cảnh sát Hàn Quốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết địa phương đang giao các đơn vị lấy mẫu, xác định niên đại của con tàu nghi là tàu cổ vừa phát hiện. Trước đó, theo báo cáo của Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, ngày 26 tháng 12, nhận được tin báo về việc phát hiện tài sản nghi là cổ vật tại khu vực biển ven bờ Cẩm An. Đơn vị đã cử cán bộ chuyên môn đến hiện trường để khảo sát bước đầu. Qua xác định, khu vực phát hiện con tàu nằm ở ven bờ biển, bên trong khu vực công trình kè chống sói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại. Do thời điểm khảo sát thủy triều lên cao nên chưa thể xác định được cụ thể kết cấu của di vật cũng như kích thước của các thanh gỗ. Hiện trạng tại địa điểm có nhiều thanh gỗ màu nâu đen nhô lên từ 10 đến 30cm, được xếp theo hình dạng giống ghe thuyền với chiều dài ước khoảng 15m, chiều rộng đo được khoảng 3m. Trung tâm đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An sớm có văn bản báo cáo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam để có biện pháp xử lý, đồng thời chỉ đạo đồn biên phòng Cửa Đại tăng cường tuần tra, trực bảo vệ để ngăn chặn các hoạt động trục vớt trái phép. Câu chuyện của tiểu mục Chị Sao Cho Nổi ngày hôm nay có liên quan đến truyền thuyết trăm trứng nở trăm con. Tấn Hoa có nhớ ai là cha mẹ của trăm con này hay không? Làm sao quên được chứ Giang Thái, đó là Lạc Long Quân và Âu Cơ. Nếu như mà có người nói đó là vua Bảo Đại thì Tấn Hoa nghĩ sao? Ai lại nói như vậy chứ, có giỡn thì cũng không thể nói xuyên tạc như vậy được. Vậy mà lại có người nói một cách cực kỳ nghiêm túc đấy, và đó lại là một hướng dẫn viên du lịch. Tấn Khoa rất mong đó không phải là hướng dẫn viên du lịch người Việt Nam, chứ không thì chịu sao cho nổi chuyện này đây. Ngày 26 tháng 12 vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã phát văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý và sử dụng hướng dẫn viên du lịch tại các khu điểm du lịch. Văn bản này ra đời sau khi một clip vừa lan truyền trên mạng xã hội về việc một hướng dẫn viên du lịch người nước ngoài nói tiếng Hàn Quốc thuyết minh cho một nhóm du khách người Hàn tại di tích Dinh Bảo Đại ở Đà Lạt, Lâm Đồng xảy ra xôn xao dư luận. Hướng dẫn viên này nói, vua Bảo Đại sống ở châu Âu, mẹ là Hoàng Thị Cúc, cha Bảo Đại sinh được 100 người con, 50 theo mẹ lên núi, 50 con theo cha xuống biển, người này mở rộng nhiều đất cho Việt Nam. Và theo thừa nhận của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng, thì hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn xảy ra tình trạng sử dụng hướng dẫn viên du lịch chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định. Một số đơn vị sử dụng hướng dẫn viên là người nước ngoài. Trước hết, đây là một nội dung xuyên tạc trắng trợn về thân thế vua Bảo Đại, bởi vua Bảo Đại là con trai duy nhất của vua cha Khải Định. Vua Khải Định cũng không hề có 100 người con
và cũng không phải là người mở rộng nhiều đất cho Việt Nam. Thứ hai, nói cha Bảo Đại sinh được 100 người con, 50 theo mẹ lên núi, 50 con theo cha xuống biển là một sự xuyên tạc ngây ngô, thiếu hiểu biết cơ bản và buồn cười về lịch sử. Vì ở Việt Nam trẻ con lên năm cũng biết chuyện 50 người con theo mẹ lên núi, 50 theo cha xuống biển là huyền sử về Lạc Long Quân và Âu Cơ từ thuở Hồng Hoang. Thực tế thì việc các hướng dẫn viên du lịch người nước ngoài và cả trong nước thuyết minh xuyên tạc lịch sử trắng trợn và thô thiển như thế này không phải là chuyện hiếm ở nhiều điểm di tích trên cả nước. Mới nhất thì hồi tháng 3 tại Đại Nội Huế, một hướng dẫn viên du lịch người Việt đã thuyết minh rằng trong miền Trung và miền Nam người ta không thờ chuối già hương loại trái dài mà chỉ thờ chuối sứ loại trái ngắn. Và đi cùng với đó là những lời giải thích mang tính xuyên tạc văn hóa triều Nguyễn, xúc phạm các bậc tiền nhân cùng với ngôn từ rất phản cảm. Theo quy định tại luật du lịch năm 2017, tại các khu du lịch, điểm du lịch phải có hướng dẫn viên, thuyết minh viên người Việt Nam và các hướng dẫn viên du lịch cũng được đào tạo, sát hạch rất nghiêm túc trước khi cấp thẻ hành nghề. Tuy nhiên trong thực tế, vì rất nhiều lý do, chẳng hạn như không có đủ hướng dẫn viên nói tiếng nước ngoài, một số đơn vị lữ hành đã lách luật bằng cách thuê những người nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam đi hướng dẫn chui. Trách nhiệm của việc này trước hết thuộc chính quyền các địa phương, sau đó là của các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn viên du lịch. Với bất cứ lý do gì thì tình trạng sử dụng hướng dẫn viên du lịch chui ở các điểm đến như thế này phải được chấn chỉnh xử lý để chấm dứt. Bởi xuyên tạc lịch sử như thế này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dịch vụ ở các điểm đến cụ thể, mà còn cả với hình ảnh, văn hóa, lịch sử của đất nước. Tiếp theo chương trình, hồ biến chiếc xe từ sự bất cẩn của người dân. Trong phần cuối chương trình, mời quý vị cùng đến với xứ Huế để khám phá ngôi làng sản xuất gốm nơi đỏ lửa hơn 500 năm qua. Thưa quý vị, người dân buôn bán hay có thói quen là để điện thoại lung tung bên ngoài rồi mãi làm việc không để ý. Điều này vô tình tiếp tay cho kẻ gian ra tay. Clip sau là một ví dụ điển hình. Diễn biến xảy ra tại khu vực Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Theo clip, có một thanh niên vào quán ăn sáng, thấy chủ quán đang tập trung làm, điện thoại thì lại để ngay tủ, không khác gì mời gọi trộm lấy. Thế là lòng tham nảy lên, thanh niên này đã thò tay trộm chiếc điện thoại giấu vào túi rồi nhanh chóng tẩu thoát. Ở tình huống tiếp theo, không những vào trộm mà đối tượng còn có cơ hội để lựa xe có giá trị hơn để lấy. Qua đây có thể thấy nhiều khu nhà ở hiện đây vào ban đêm khá chủ quan trong việc trông giữ xe cộ. Và cái kết giai đoạn clip là điều dễ hiểu thưa quý vị. Theo ghi nhận, tình huống xảy ra tại Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, một đối tượng nam sau khi mở cổng ngoài thành công đã không lấy những xe bên ngoài mà đi vào bên trong, dắt chiếc xe có giá trị cao hơn rồi tẩu thoát ngay sau đó. Để xe chủ quan, hơn thế lại chẳng trông coi. Mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip sau để thấy rõ sự bình tĩnh của các đối tượng khi phát hiện thời cơ. Vụ trộm xe xảy ra trên đường số 10, Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này, xuất hiện hai đối tượng đi xe Exciter. Tên cầm lái mặc áo xe ôm công nghệ sau khi phát hiện chiếc xe dựng dưới lòng đường. Tên ngồi sau đã nhanh chóng nhảy xuống, dễ dàng bẻ khóa, leo lên xe chạy đi mất. Lúc này khi người đàn ông bên trong đi ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Canh những vùng vắng người, người dân chủ quan trong việc bảo quản tài sản, các đối tượng ngang nhiên vào nhà dân ban ngày để trộm xe. Diễn biến xảy ra tại khu vực tỉnh Bình Phước. Qua camera an ninh ghi lại, hai đối tượng nam lạ mặt chạy xe thẳng vào ngôi nhà. Một tên ngồi xe đợi, tên còn lại vào trong sau đó dắt chiếc xe đem ra ngoài để đồng bọn dùng chân đẩy đi. Thưa quý vị, nằm bên dòng Ô Lâu Hiền Hòa, làng Phước Tích ở xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế là một làng gốm nhỏ nơi cách đây hơn 500 năm là một trung tâm sản xuất buôn bán đồ gốm đất nung có tiếng, cung cấp sản phẩm cho khắp các tỉnh miền Trung. Các lại sự bận bịu xô bồ của cuộc sống, tiểu mục Cửa Sổ Hạnh Phúc hôm nay sẽ đưa quý vị đến một nơi yên bình, làng gốm Phước Tích, được bao bọc bởi sông Ô Lâu huyền thoại. Làng Phước Tích ngoài chứa đựng bề dày văn hóa lịch sử, còn có vẻ đẹp thiên nhiên làm lòng người cảm thấy nhẹ nhàng. Sử sách ghi lại, làng Phước Tích ở xã Phong Hòa,
huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, được thành lập vào năm 1470 dưới thời vua Lê Thánh Tông. Trải qua hơn 500 năm, biết bao thăng trầm thế cuộc, làng vẫn tồn tại lặng lẽ bên bờ sông Ô Lâu, nước trong xanh. Tới nay, làng vẫn có không gian yên ả, tĩnh lặng, phong cảnh hữu tình với cây đa bến nước sân đình. Trong lịch sử vẻ vang của mình, Phước Tích còn có nhiều tên gọi khác như làng Trường Thọ, làng Nhà Giáo, làng Bánh. Bởi nơi đây có rất nhiều cụ già dù tuổi cao nhưng vẫn rất khỏe mạnh và cũng là làng có rất nhiều người làm nghề giáo, là nơi nổi danh với nhiều loại bánh ngọt như bánh phu thê, khoai tía. Tới thời vua Gia Long, ngôi làng này đổi tên thành Phước Tích với mong muốn người dân trong làng sẽ tích được nhiều phước đức để lại cho đời sau. Làng cổ Phước Tích còn nổi tiếng với những lò gốm, làng có hơn 100 lò gốm đỏ lửa tất cả những ngày trong năm. Nghề gốm Phước Tích thì nó có từ vào thời 1470. Từ cái ngày thành lập làng thì nghề gốm Phước Tích nó rất hưng thịnh từ cái thời đấy. Gốm Phước Tích tinh xảo, màu sắc trên bình gốm cổ kính mà gần gũi. Xưa kia, gốm Phước Tích được nhiều vị vua chúa nhà Nguyễn yêu thích. Không chỉ là gốm để bày biện mà còn cả những sản phẩm dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Cái gốm của mình là nhiệt độ đun rất là cao. Gốm mình gọi là gốm xanh. Những cái gốm xanh thường thường là gọi là gốm xanh, là cái gốm nó rất là tốt. Nó được chịu được cái nhiệt độ đun tới 1250 độ C. Là hiện nay là cái gốm Phước Tích là đun được nhiệt độ như thế. Đặc trưng của nó là mình đun nhiệt cao không làm men nhưng mà nó không bị thẩm thấu. Đó là một cái đặc trưng của gốm Phước Tích. Năm 1989 thì cái gốm Phước Tích nó mai một dần. Sau như đồ nhôm, đồ nhựa nó tràn vào thị trường Việt Nam mình nhiều quá. Và những người lớn tuổi thì họ chỉ còn lại một số người nghề nhân, họ vẫn còn làm cái nghề này được. Và con em thì bắt đầu họ không mặn mà với nghề nữa. Cái mưu sinh cuộc sống nó không đủ thì bắt họ mới đi phương xa để làm ăn. Nhưng mà một dịp tình cờ về đây thì được một cái chủ trương của huyện, nhà nước đưa đi để mà tham quan tất cả những làng nghề gốm trên Việt Nam. Thì tự nhiên khi mình đi ra đấy thì vào năm 2006 thì tự nhiên cái nghề gốm, thấy tất cả những nghề gốm ở trên Việt Nam mình thì họ rất phát triển rất tốt. Thì lúc đó thì mình mới nói vì sao mình là một cái làng nghề mà rất nổi tiếng, vì sao mình không gạt bỏ. Thì từ lúc đó là mình nảy sinh ý định phải về khôi phục làng nghề gốm này. Và cũng nhờ được sự giúp đỡ của chính quyền các cấp cũng tạo điều kiện hỗ trợ về cái kỹ thuật nung đốt lò ga, lò đồ, tất cả những cái làng nghề nổi tiếng. Thì cũng cho một số anh em để đi học tập tất cả những cái làng đó. Thì từ ngày đó đến đây cho nên là cái nghề gốm hiện nay là anh đang làm cái nghề gốm mang tính chất gọi là thủ công mỹ nghệ, chủ yếu là bình hoa đắp nổi, là ấm trà, chén, bát, về những đèn trang trí. Khi mình làm ra được một cái sản phẩm, khi mình đi trưng bày trong lễ hội festival mà được cái sự đón nhận của những người khách, đó là một cái niềm rất là vinh dự cho người thợ họ làm. Thì đó là một cái điều gọi là kích lệ cho mình để mà mình gắn bó với nghề nghiệp. Các thế hệ người dân ở đây đều tiếp nối truyền thống của cha ông để lại từ đời này sang đời khác. Họ vẫn hăng say lao động, miệt mài sáng tạo để làm nên những giá trị to lớn cho làng quê. Những kiến trúc cổ độc đáo, những nét văn hóa dòng họ, làng xóm, làng nghề đã tạo nên một nét đẹp văn hóa làng quê, đậm nét của miền Trung. Thưa quý vị, hiện nay quy trình chế tác gốm cổ Phước Tích được phục dựng lại và trở thành một sản phẩm du lịch. Để phục vụ nhu cầu của du khách, gốm Phước Tích được cải tiến đa dạng hóa về mẫu mã và họa tiết. Sự kết hợp giữa phương pháp thủ công và sự tự do sáng tạo cá nhân chắc chắn sẽ đem lại cảm giác thích thú cho mỗi du khách. Nếu có dịp đi qua Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, quý vị đừng quên ghé thăm ngôi làng cổ kính này để được hòa mình vào một dáng xưa rất Huế quý vị nhé. Và trải nghiệm đầy cảm xúc này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Chuyện Mỗi Ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình vào lúc 6:30 và phát lại lúc 16 giờ trên kênh BBTV1. Đồng thời chương trình cũng được phát trên BBTV2 lúc 7:30 và phát lại lúc 18 giờ Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Mến chúc quý vị có ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.